Nay nhà mở cửa luôn. Được. Ok. Hôm nay anh em mình vào đây không thấy gì mọi người, chắc là anh em đi ra chứ. Lần kia. Tú. Ê. Anh thấy hình như có ai đứng rồi vậy? Ê. Hả? Cương lên hôm trước cái gì nè. Ê, ở đó. Có cái bóng đứng đó đúng không? Có bóng đứng. Ở di chuyển cái gì vậy? Di chuyển cái nhà. Ơi đi vô cái tre ơi. Bây giờ đi đường này đi. Em đi đường này. Anh đi đường này đi. Anh đi đường này, em đi đường này. Hello, xin chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh Sân Mai cả nhà ơi. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Trầm nha. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay hai anh em mình đang tiếp tục quay lại căn nhà hoang mà lần trước mà anh em mình thấy một cái gương mặt màu đỏ ở trong cái nhà thò ra đó mọi người. Thì là lần trước á, hai anh em mình đến á. Dưỡng đạm. Mấy ngày nay mình bị ho cả nhà, cho nên mấy cái cổ khàn khàn khàn. Thì lần trước hai anh em mình đến thì khi mà anh em vào nhà thì phát hiện một cái vòng ở trong nhà ló một cái đầu ra, mà cái làm như cái mặt máu không à, ghê lắm. Mà cái mặt không biết là máu hay là gì mà em thấy đỏ hói à, giống như giống máu vậy đó. Mà thật sự thì anh em mình cũng chả biết là đó là cái vòng của gái tự thiêu hay là một vòng khác. Thì hôm nay anh em mình lại đảo lại đây cả nhà. Thì hôm trước á, là khi hai anh em mình đặt cam á, là hai anh em mình không có cúng kiến gì hết á. Tại vì hai anh em mình thử xem coi cái bông đó có ở trong chú ngụ trong cái căn nhà đó hay là ở đằng kia. Mà ở đằng kia á, khi hai anh em đặt ở đằng kia cũng có bông, mà ở trong nhà cũng có. Mà hai anh em không có biết là có phải là một bông linh không hay là hai bông linh không biết. Thì tại vì biết sao? Tại camera hồng ngoại thì nó trắng đen. Nên mình khi mình xem lại video thì mình không phân biệt được, kiểu như là nó màu trắng màu đen giống nhau vậy đó. Đúng rồi, khó phân biệt lắm. Cái lúc đầu á, lúc đầu hai anh em quay màu, quay cam màu. Ừ, lúc đầu thì màu mới thấy là cái mặt đỏ như máu vậy đó. Thì theo mình nghĩ là cái cô gái đó là tự thiêu đó, cho nên cái mặt chắc bị cháy á. Thì hôm nay hai anh em quay ở đây, thứ nhất là tìm hiểu thêm, và thứ hai nữa là chắc có lẽ hôm nay anh em mình sẽ thử đặt camera, chắc không đặt ở nhà nữa mà đặt đằng kia, đặt cái nơi hiện trường một cô gái tự thiêu đó, xem mình so đo thử coi nó giống nhau hay không. Đúng rồi, bây giờ thì hôm trước anh em đặt cam ở trong nhà thì cũng có thấy cái bông linh xuất hiện, thì một chút anh em mình sẽ lợi cái chỗ hiện trường đó và đặt cam ở đó xem coi có phải là một bông không cả nhà. Đó thì hôm nay thì Tú cũng sẵn đây, Tú nhắc cũng như là nói luôn cho cả nhà mình biết là video không phải là hai anh em mình cố ý chèn nhạc làm gì đâu, mà tại vì do là quay những cái có nhiều nơi á, là ở đằng xa nó có những cái âm thanh nhạc là bị bản quyền bên YouTube, nó thì anh em mình mới chèn nhạc vô chứ không đơn không anh em mình chèn nhạc làm gì đâu. Nó thỉnh thoảng là nói cho mọi người biết luôn. Thì ok cả nhà, thì như em Tú nói thì sẵn đây Nguyên Trầm cũng nói luôn, thì lúc sau này là mỗi cái video của Nguyên Trầm trên cái tiêu đề là Nguyên Trầm để ở ngoài sau là phim ma, thì cái đó là mình để theo cho nó hợp lại với lại bên YouTube cả nhà, chứ không phải là để phim ma là cả nhà có rất là nhiều cô chú hiểu lầm. Ma là có chắc là cô chú nói là chắc nãy đóng phim hay gì, thật sự không phải, đây là sự thật cả nha. Thì cái vấn đề phim ma thì anh Nguyên nói thì mình cũng sẵn đây mình nói luôn, cái vấn đề phim ma không phải là đơn không mà để vào làm gì, biết không? Tại vì ở Việt Nam nó cái chính sách nó khác ở nước ngoài. Việt Nam là chúng ta là hầu như chính quyền không có tin vào tâm linh nó, bởi vậy thì anh em mình để phim ma là nó cho nó giống như một cái clip phim đó. Thứ nhất là bên YouTube, thứ hai là ở Việt Nam đó. Còn nếu mà nói về nước ngoài thì họ bình thường, họ rất là bình thường về vấn đề này, mà do là ở Việt Nam chúng ta phải chịu
nói chúng ta phải để từ phim ma. Tại vì cái bên Việt Nam mình hay có cái bên nhà nước người ta không có chấp nhận những cái đoạn video mà ma mị là mê tín dị đoan. Cái đó kêu bằng tuyên truyền á. Cho nên người ta không có đồng ý cái vấn đề đó, cho nên em mình phải để ngoài sau thêm cái chữ phim ma ngoài sau lưng cả nhà cho thì... nó chữ nó hợp với lại cái YouTube thôi. Thì ví dụ như mà ai có hỏi thì nữa tại sao mà mày quay vậy mà mày để phim ma, thì để như vậy á cho thứ nhất là phải không, ví dụ như mình để mà không để phim ma thì người ta nói mình tuyên truyền đúng rồi, thì dị đoan đã là sợ cái vấn đề đó đó. Thì thôi chắc là anh em mình không nói dòng nữa, bây giờ anh em đi vào trong luôn nha. Ok cả nhà, thì xin mời cả nhà cùng đi với anh em mình nha. Đi thôi mọi người. Ok cả nhà. Ok cả nhà. Bây giờ anh em mình vào trong nha mọi người. Thì anh em mình xin mời cả nhà cùng theo anh em mình nha. Thì hôm nay anh em mình vẫn có cái màu, coi xem thử hôm nay có thấy được cái hương linh hôm trước không. Hôm trước thì anh em mình cũng quay cái màu, thì vô tình thấy được cái hương linh đó, cho nên hôm nay anh em mình quyết định quay cái màu nữa cả nhà. Thì hôm trước á, anh em mình đến trước cửa ngôi nhà này thì ngôi nhà tự nhiên mở cửa mọi người. Tự nhiên mở cửa khói ngốc luôn. Hôm nay nó đóng mở cửa luôn rồi. Nay nhà mở cửa luôn. Thì cái nhà này tôi thấy cũng không có gì đặc biệt hết, cái nhà cũng như trống trơn rồi. Bữa nay sao có cái cửa sổ đó ta? Thấy không? Hôm trước thì thấy mà hôm nay không thấy ha. Cái nhà này nói chung là nó không phải là một cái nhà, nó như một cái chòi để chứa ba đồ lặt vặt đi đồng á. Cái này người ta đi đồng á. Ta cắt đây ta bỏ này. Ok. Hôm nay anh em mình vào đây không thấy gì mọi người, chắc là anh em đi ra chứ. Lần kia. Tiếng gì? Mới phát hiện tiếng gì? Mới nghe cái gầm. Anh thấy hình như có ai đứng rồi vậy. Ê à. Cương linh hôm trước cái gì nè, mặt đỏ chát nè, thấy không? Đâu ở đâu có tiêu ta, giật mình. Hồi nãy là mình thấy cái này đâu mọi người. Mà tại mấy cái cây phức phức mình không thấy rõ mặt. Không thấy rõ, bây giờ đi dọn ra sao coi. Cái gì? Thấy ngõ ở đây nè. Bây giờ không thấy nữa mọi người. Mỗi thấy cái mặt đỏ chát máu không à? Mặt đỏ chát máu à? Máu không à? Trong nhà đâu có gì hả?
vào thì quay xung quanh được không thấy gì hết. Khi hoa lên đi ra thì nó có tiếng động, rồi nó lên đảo lại thì giờ thấy một cái gương mặt hồng như vậy, rồi gương mặt đỏ. Tự anh làm tiếng động cái đùng anh em hết hồn hết rồi. Khi hoa lên mình đi xuống dưới này xem tiền có đó không, có gì chứ ta. Đây vậy đi dài dài là chỗ nhỏ, cái chỗ hiện trường cô gái thi quay. Thì từ căn nhà đến cái chỗ mà mấy cái bụi cái bụi tre mà nơi cô gái tôi thiêu chắc khoảng 70 mét, không tới 100 mét thôi. Được rồi cả nhà, thì chắc có lẽ mình sẽ chuyển qua căn phòng ngoại cả nhà để cho nó đủ sáng được ổn định hơn cả nhà. Thì cả nhà thì chắc lẽ mình cũng chuyển căn phòng ngoại luôn rồi. Chuyển qua căn phòng ngoại thấy sáng. Ừ, căn phòng ngoại thấy sáng xinh nè, sáng mà nó xa hơn căn thường lắm. Căn thường thì thấy hướng từ xa không rõ, thứ nhất thứ hai nữa là nhiều khi có những cái vô minh thì mình không có thấy được hết cả nhà. Ngoại trừ là họ hiện hình đó, còn cao ngoại là bắt gặp khi mà họ không hiện hình. Đúng rồi. Ê, ở đó có cái bóng đứng đó đúng không? Có bóng đứng ở di chuyển cái gì vậy? Di chuyển cái nhà. Ơi, đi vô bụi tre ơi. Bây giờ đi đường này đi. Em đi đường này. Anh đi đường này đi. Anh đi đường này, em đi đường này. Thì mới thấy cái đợt mà làm mình thấy một cái bóng đứng đây mọi người. Và đi vô bụi tre rồi. Để giờ anh em bọc đầu đi tới đây. Lúc nãy này mà thấy đây nè, đứng đây nè. Rồi quẹo đi mất tiêu ta. Có ai không? Ai ở đây vậy? Thấy không? Không. Có ai đây không vậy? Cho hỏi có người nào ở đây không? Có ai không? Kỳ lạ ta. Gõ gà là mình thấy có bóng di chuyển mà kiểu như đi cà bãi á. Đúng rồi. Đi rồi bị sụt một giò hay gì á. Đi cà nhắc vô đây nè mọi người, rồi anh em bọc đầu rồi. Nãy anh thấy như tóc dài lắm. Ừ, tóc dài mà đen lắm á. Tóc dài đen nhưng mà không cái là hầu như xa quá nhìn thấy mặt thôi. Mà mình không biết phải đây là cái bông không ta. Là có một người nào ở đây không? Người làm gì ở đây mà gặp mình làm gì thì bỏ đi. Ừ ha. Nghĩ sao nếu mà tóc dài là phụ nữ chắc này ở đây làm gì đây? Đúng rồi, mà nó qua ở đây làm gì? Thì ok, cái nhà hồi nãy hai bên mình thấy có một cái bóng. Ở xuống bụi tre này nè. Ở trong đây có cái đường như đây nè. Hai bên mình nghĩ là chỉ có đây có một cái hố bự nè. Thì đây qua đó là buôn, chúng đó là toàn là cây me nước không à, là gai rất là nhiều. Mà cho dù đó không phải là ma đi mà là người làm gì mà ở đây. Mà cho dù nếu là người nữa gặp mình là làm gì phải chạy. Đúng không? Mà hầu như là em khi mà em nãy em nhớ cái đoạn
cái đoạn hồi nãy mình thấy là hầu như là khi mà mới gặp là hình như là không phải là kiểu như là gặp mình mà đi, mà như là chùm chờ nó muốn dò dò mình rồi mới đi hay sao á, kiểu hai tay đưa hay gì nè, thấy từ xa mà không rõ nữa, kiểu mờ 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 đó mà. Thì cái nhà này thì chắc có lẽ đây là một cái hương linh đó mọi người. Mình cam đoan với mọi người á, đây là nếu mà thật sự người á thì 100% là không ai dám ở đây vào giờ này đó. Còn phần còn lại là theo người nghĩ đi, theo người tự đoán đi, chứ mình không nói nữa. Thì ok cả nhà, thì chắc có lẽ anh em mình sẽ tạm ngưng và chuẩn bị tìm cái chỗ nào đó để đặt camera cả nhà. Tại vì á, hồi nãy anh em mình thấy có cái bông đi vô đây nè. Thì mình nói như vậy đi chứ mình cũng chưa có xác định là cái gì hết. Thì bây giờ mình thử mình đặt cam thử coi, xem thử cái vòng nó có giống như cái hình dạng hồi nãy không. Ok, thì anh em mình sẽ tạm ngưng để chuẩn bị đặt camera cả nhà. Ok, anh em mình sẽ tìm một góc nào, vị trí nào thích hợp để đặt mọi người. Thế vậy đây, thì lúc nãy anh em mình đi di chuyển đến đây thì có thấy một cái bóng dáng đi cần nhắc vào buổi trưa nè. Thì anh em mình mới nghĩ là ở buổi trưa này nên anh em mình đặt camera vào trên này mọi người. Thì ok cả nhà, thì hồi nãy thì hai anh em thấy cái bóng vô trong cái bụi tre này, thì lúc đó hai anh em trong đầu nghĩ là chắc là một cái người nào đó. Cho nên hai anh em nó chia nhau hai đường, mình bọc bên sau này mà không có thấy ai hết, la âm sùm cái nè. Thì bây giờ anh em mình sẽ đặt và tính kiến ở đây xem coi con có ra để hưởng bánh và nhang không cả nhà. Thì mình đặt nhang nha. Mà cái bụi tre này đặc biệt là cái bụi tre lần đầu tiên anh em mình thấy cái bóng dáng đứng trong bụi tre. Đúng rồi. Đó. Trùng hợp vậy đó mọi người. Dạ, dính tay luôn nè. Ngủ quá dính tay luôn. Không trả gì dính tay luôn. Hôm nay anh chưa đến đây. Và anh em tôi cũng bài ra kiếm kiếm và đó cái tiền bạc. Nếu mà con Linh của cô có linh thiên á, thì cô hãy hiện giờ bà tưởng bánh hưởng nhân cầu kính cắm cũng được rồi à, cắm rồi được rồi sao chứ cắm không được. Cháy yếu ớt quá nhỉ. Thầy phức này. Rồi, thì bây giờ anh em mình sẽ để ở đây và tạm đi ra ngoài mọi người. Thì cả nhà ở trong này, cả nhà quan sát cả nhà. Thì anh em mình sẽ để cái mic ở đây và anh em mình ra nha. Rồi, cháy này lấy một cái mic thôi.
Theo cái nghe thì hôm nay có vẻ thì anh em mình đặt camera không được lâu luôn rồi. Theo cái nghe thì hai anh em mình nãy giờ thì đặt cam cũng chắc mới tới 1 phút thời gian ngắn thôi. Tại vì á là tôi thấy nghiệm thôi. Lúc nãy anh em mình thấy cái vong ghi vào đây cho nên anh em mình đặt thử xem coi có phải chính xác là ở chỗ này không có nhỉ. Nó thì anh em mình cũng đặt ngắn gọn thôi chứ đôi khi mình đặt một cái chỗ mà nó không có gì đặt lâu quá thì cái chuyện chị mất thời gian lắm. Đúng rồi, thì ok cả nhà. Nếu mà cả nhà xem, cả nhà có thấy hiện tượng nào đó thì cả nhà hãy comment bên dưới cả nhà. Cả nhà nếu như cái kênh ý anh em mình ủng hộ anh em mình thì nhớ cho anh em một like, một đăng ký kênh và comment ý kiến người phía dưới nha. Thì cuối clip anh em mình cũng xin chúc cả nhà dồi dào sức khỏe cả nhà. Ok, chào người hẹn người ta xem nha.